Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Thông báo là vì một tháng không ra clip cho nên mình sẽ xin lỗi khán giả bằng một cái ưu đãi và bán nick lại siêu ít và thậm chí là sẽ không có lời từng nick để mình tri ân cho tất cả các bạn khán giả của Mưa Sướng các bạn nhá. Và các bạn nên nhớ rằng cập nhật giao diện đi shop có tặng 30% khuyến mãi thẻ. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn một cái đội hình đầy đủ, best đầy đủ. Sẽ đối đầu với Nakarot, Cavani, Quý, Natalia và Helen như thế nào các bạn nhá. Thực sự là nói chung là đấy là một trận đấu nói chung là được ăn cả với ngả với không. Đội hình này đương nhiên rồi, đầu game mà các bạn không tận dụng được Snowball thì chắc chắn là sẽ thua các bạn nhá. Và các bạn đừng quên rằng bạn nào có vào shop.vn để các bạn nhận cuốn huy miễn phí nhá. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào trận đấu luôn. Violet đi rừng. Thì mình đánh giá nói chung là đây là một vị tướng cho các bạn tham khảo, mình không khuyến khích các bạn chơi. Bởi không phải vì Violet yếu mà Violet đi rừng ở đặc biệt thanh đớt thì nó sẽ rất khó vận dụng được. Mà bắt buộc các bạn sẽ phải hiểu chất tướng này. Đòi hỏi nếu các bạn muốn cầm Violet đi rừng hiệu quả thì các bạn sẽ phải có trong hai vai trò, hai kỹ năng. Ngoài kỹ năng đi rừng ra thì các bạn sẽ phải có kỹ năng xạ thủ các bạn nhé. Đặc biệt rằng Violet không phải là một vị tướng sát thủ, cho nên cái lượng sát thương ở giai đoạn đầu game nó cứ ta. Violet là một vị tướng, một trong những cái vị tướng nó kiểu hiếm, là lượng sát thương đầu game có, giữa game có và late game có. Nó sẽ không bị như các vị tướng là mạnh đầu game, giữa game và yếu late game. Đây là vị tướng sát thương nó cứ trung bình, đầu, giữa game. Giữa game thì nó là cái đoàn mạnh nhất, còn late game thì nó cũng không gọi là mạnh nhất trong tất cả các sao thủ. Ôi dồi ôi, nó cấp rừng mình đâu cả, ba con cô bạc. Ôi dồi ôi, cấp rừng này anh em ơi. Game này mà mình thọt nó sóng các bạn này. Rồi, giết nó lao lên, Cavani này. Đâu rồi, Đức Duy, ôi tốc biến, tạo diệt. Trổ các bạn xem kìa. Đấy, bàn trái chạy để bàn tuyết cứng lại ở lại các bạn là thôi. Tạm biệt tuyết cứng nhá. Đấy, sao chọn bản mà chơi nhá. Khiếp, bạn trai bạn gái ADCP mà chơi kiểu mà sóng đi cướp rừng nhiều gì mà bạn trai chảy mất hút để bạn gái ở lại các bạn ạ. Rồi tạm biệt tuyết cứng nhá. Rồi ok, hiện tại lên đây bắn các bạn này. Đây rồi, lướt chưa một tiếp bắn. Trời, con Violet được đặc biệt đi rừng đấy, chưa một thì cho bác có mang đấy các bạn nhá. Sát thương đâu game là có nhưng nó không mạnh. Các bạn có thể thấy được mình bắn mất 3 lần chưa một và một lần chưa hai, một lần chưa ba và mấy lần bắn thương thì nó mới đủ đám các bạn nhá. Cho nên rằng Violet bắt buộc các bạn sẽ phải có. Tại vì sao lao từ thằng Quý này tao bắn với chết luôn. Đây. Ôi dính Nagrok nhá. Rồi chiều hai ngon lành các bạn, hai mạng rồi. Ôi rồi, hai mạng ở dàn đầu game. Trời ơi, thêm thằng Natalia nữa. Đây, không biết đủ đám không? Không đủ đám. Ok, ăn con búa đỏ thằng Na thọt các bạn nhá. Tuyệt vời. Đấy. Tại vì sao Cương Lao lại nói anh em phải có kỹ năng của sát thủ. Ôi đây. Ngon. Đây cái pha giống như Hackmap anh em. Đấy, nó rất là giống như Hackmap. Đây cặp đôi đây Space. Đây nhử này lao lên anh em. Kali, Mina, tuyệt vời. Ok, bộp. Đây một trận đấu xương 4 của nó quá mạnh đấy các bạn ạ. Đấy. Tại vì sao Lao lại nói các bạn phải bắt buộc có kỹ năng xạ thủ với Violet các bạn nhé. Ngoài cái việc các bạn giữ vị trí các bạn bắn ra, đấy thì các bạn phải có một cái tổ chất đi rừng nữa là các bạn sẽ phải như nào ạ. Ngoài cái việc thường các bạn cầm Violet đi đường các bạn chỉ việc farm thôi, chỉ được zone tài nguyên để các bạn farm để các bạn về rửa Blade cho các bạn bắn thôi. Nhưng khi Violet đi rừng các bạn sẽ đóng cái vai trò đi gánh, đi hỗ trợ cho team ăn các mục tiêu và đặc biệt rằng là đẩy trụ các bạn nhé. Khi Violet đi rừng thì các bạn sẽ phải có cái lối chơi đẩy trụ. Giai đoạn đầu game đáng lẽ chính đã clip này mình làm theo thiên hướng đầy trụ, nhưng vì cái thế trận thiên biến văn hóa các bạn nhá, nên bắt buộc Lao sẽ phải đi combat rất là nhiều ở đâu game mà mình khá sánh đây. Và cái thế trận combat này thì sẽ giúp cho mình sánh hơn nhưng chưa đầy được cái trụ nào của nó, cho nên việc chốt cốt lõi của Violet khi đi đứng là phải đầy cái trụ các bạn nhá. Đấy, hiện tại bây giờ mạng của Lao rất sánh, tím địch rất là yếu rồi, cho nên Lao mà không tận dụng được cái giai đoạn này mà đầy trụ ấy thì late game thằng Quý nó pháng Lao không trượt phát nào, tăng ná nó nhảy vào nó nổn không được chơi. Đấy, cho nên Lao sẽ tập trung bản trụ các bạn nhá. Đặc biệt rằng Kali và Violet Lan thuộc top đầy trụ tốt nhất của Liên Quân Mobile. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì ôi giời ơi, ôi giời ơi các bạn, rồi nguy hiểm, các bạn phải đầy trụ. Rồi Lan sẽ phân tích tiếp cho anh em hiểu. Kali thì có gì mà đầy trụ đâu, có gì đầy trụ mạnh đâu.
Nhưng Kali kết hợp với xạ thủ hoặc hai xạ thủ đầy đủ bà chạy luôn các bạn ạ. Bởi vì như nào, chiếu ba của Kali nó khi tấn lính minh bao nó ép góc các bạn ạ. Ép góc thôi thì team địch nó sẽ lui. Và đặc biệt Violet là một vị tướng lướt chiếu 1 ấy, có tâm bắn rất rất là xa và đặc biệt đám vào trụ rất là mạnh, cho nên Violet rất phù hợp cho cái vai trò đấy. Chiếu ba kết được không? Được ngọt. Ồ không được các bạn ạ, không được cái pha này rồi. Thôi mình cầm tạm thôi, ăn khủng ăn có mua sáng như thật nhánh các bạn nhá. Đấy, cho nên rằng là bây giờ ở giây phút thứ 4 thứ 5 này rồi mà các bạn không tập trung đầy đường ấy, đầy trụ ấy, thì cho dù các bạn sánh bao nhiêu đi chăng nữa, tất cả các bạn cũng chỉ là máu giấy mà thôi các bạn nhá. Cho nên rằng để mà đánh giá về cái số điểm để các bạn chơi Violet thì mình chỉ đánh giá cho được 5 điểm thôi. Chỉ được cho 5 điểm thôi các bạn ạ. Không phải do mình quá khắt khe đâu, nhưng mà tất cả những cái yếu tố ở trên bù trừ cho nhau thì được 5 điểm. Thì thang điểm 5 thì các bạn biết rồi đấy, chỉ phù hợp với những người nào có kỹ năng tốt các bạn mới chơi Violet các bạn nhá. Đấy. Rồi ok. Đấy là giai đoạn đầy trụ này, đây combat này. Tuyết cứng, ôi giời ơi, tuyết cứng bạn gái nào đấy. Tình hình mà gánh như thế này nghe có vẻ hơi mệt đấy. Bạn Đức Duy kiểu mà gánh bản tuyết cứng thì nay là nghe có vẻ hơi mệt các bạn ạ. Gặp thêm cương lao kiểu hôm nay kết hợp tới chiến thuật nữa thì hơi bị mệt luôn. Đây, chào bạn ôi giời bằng sướng làm gì đấy anh em. Đấy, đẩy quả lên. Và team mình sẽ ép trụ một phát thẳng luôn nhá. Các bạn sẽ xem team của Lao ép trụ nó bài chảy như thế nào này. Đơn giản thôi, theo lý thuyết Kali ép góc, Lao dùng cho một bắn trụ, lá vi lên nền vai phát nữa là xong. Mina tánh và Zuka thích làm deck gì thì làm, không quan tâm. Đây có thêm mạng nữa các bạn nhé. Rồi ok, chạy đi đâu? À thằng Na có bằng sướng anh em ạ. Rồi đầy trụ này, ép góc này, các bạn thấy chưa? Kali ép góc, anh em thấy chưa? Kali ép góc, lá vi bắn trụ, đơn giản như vậy các bạn ạ. Đây, một phát thì mình có hai cái trụ này luôn các bạn nhé. Đáng lý lắm. Tại vì sao các bạn lại Lao không đẩy mid? Bởi vì Lao thấy cái tân linh ở phía dưới này, cho nên Lao xuống đấy để đẩy hai cái đường thật nhanh. Và bây giờ team mình sẽ có cùng lại ở phía dưới này. Khả năng Kali chuẩn bị hồi chưa ba thôi. Hồi chưa ba thì nó sẽ ép góc bà chạy các bạn. Ơ tôi quý vào kia. Ôi xời ơi. Áo tướng các bạn nhá. Cái này gọi là phải gọi là áo tướng sức mạnh nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, đẩy thằng Kali chỉ cần mục đích chưa ba của nó là ép góc và đuổi team địch về. Còn việc phá trụ còn lại các bạn rất là easy các bạn nhé. Và cái team này thì các bạn biết rồi, nó kiểu mảnh thì mảnh ở ép trụ, nhưng mà nó cũng có một cái tác hại là chỉ cần các bạn kéo về late game thôi là rất là mệt các bạn nhé. Combat hầu như không win được đâu. Đấy các bạn thấy combat đánh chưa, cách cương lao giữ vị trí rất là tuyệt vời các bạn nhé. Cho nên rằng khi Violet xuất hiện trong trận đấu, đây là một trận đấu xanh của Lao, nhưng Lao không khuyến khích các bạn pick Violet để combat cho xanh. Vốn gì đang Violet là một vị tướng combat đầu game rất yếu. Dạ. Đấy cho nên một vị tướng combat rất yếu các bạn nhé. Cho nên rằng khi các bạn pick Violet, chúng ta phải xác định được rằng cái tư tưởng là đầy trụ các bạn nhé. Đầy trụ mục tiêu tất yếu. Nếu phút thứ 10 trở về các bạn không đầy được vài cái trụ thì các bạn xác định đi, kéo late game và hãy chơi vì thân may mắn, mỉm cười cho các bạn nhé. Đấy các bạn tuyết cứng thì nay thì không biết sóng game này thì bạn Duy còn kéo bạn tuyết cứng được không, chứ tình hình bạn tuyết cứng là cho mình hơi bị nhiều mạng các bạn nhé. Rồi mình nghỉ clip này đã kết thúc rồi. Và các bạn hãy để lại giúp Lao một phía comment ở phía dưới để có thể có những chuẩn bị tới đấy, bật mí các bạn nhé. Lao sẽ làm một series leo cục vàng Nagarot và Lao sẽ tạm dừng các vị tướng khác ngoài Nagarot các bạn nhé, sẽ cho các bạn thấy được một cái series đấy, hành trình leo cục vàng của mình. Và mình sẽ chia sẻ từng part một, tập 1, tập 2, tập 3, tập 4 các bạn nhé. Còn hiện tại bây giờ mình sẽ chia sẻ những vị tướng khác ngoài lề để cho sắm người ạ, sắm những cái bộ tướng hot trend người ạ. Rồi mình sẽ tiếp tục cái series để các bạn nhé. Và clip này kết thúc rồi, và hẹn gặp lại tất cả các bạn clip sau, và tất cả các bạn ấy mai. Yêu, bye bye.